Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Em Vũ Duy Ô Tô chuyên bán các cái dòng xe bán tải tại khắp các đất trên đất nước Việt Nam này. Vâng, một chiếc xe bán tải mới được nhập về cửa hàng. Một chiếc xe đời 2016, xe vẫn còn rất là đẹp. Đấy, biển số 14C31703. Con này thì đã được chủ độ đèn bi các bác nhá. Vâng, Mazda BT50 màu trắng 2016 với động cơ máy dầu 2.2 số tự động các bác nhá. Vâng, rất thích hợp cho bác nào thích ăn chơi chỉ chơi số tự động với động cơ 2.2, tiết kiệm nhiên liệu. Và động cơ là con này sử dụng hạ dẫn động một cầu sau các bác ạ, với lắp thùng độ khá là đẹp. Vâng, con này không phải lắp thùng bằng như mọi chiếc, ví dụ như con kia, không phải cái con đỏ bên kia đâu, mà con này lại là lắp thùng vảnh, trông rất là đẹp luôn, thể thao luôn. Và với cái tầm tiền thì con này thì loanh quanh tầm hơn 4 đồng. Nhưng mà các bác chỉ cần bỏ ra với cái số tiền là khoảng 2 đồng thôi là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Mazda BT50 2016 động cơ máy dầu 2.2 full option với camera hành trình, camera lùi, và đã được tích hợp thêm cả màn hình Android 4K, nhạc nhẽo đập trình trịch luôn các bác ạ. Chỉ thiếu mỗi quả súp bắp này, nội thất 6D này là thiếu thôi. Còn đâu con này đã được bọc trần 5D rồi các bác nhá. Vâng, bọc trần 5D, cruise control, ga tự động, rồi có chức năng chống trơn trượt, cân bằng ổn định. Và nói chung là xe thì vẫn còn khá là cứng chắc luôn, như xe mới. Và chỉ thiếu mỗi cái là em quên chưa rửa máy, rửa xe đó. Vì bên nhà em hiện nay là máy bơm đang bị hỏng, thế nên là em không thể rửa được con xe này. Chứ không thì nói thật các bác, chứ em mà rửa lên rồi thì các bác chỉ có hoa mắt chóng mặt thôi. Một chiếc xe đẹp, thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhập Thái nhá. Dòng này chỉ chuyên nhập Thái thôi vì nó sản xuất tại Thái Lan. 2016 thì form như thế này à. Đấy các bác nhìn ạ, form nó rất là cứng cáp, chắc chắn luôn. Còn đây là form 2014 à. Sao trông thất thảo thế em? 2014 à, các bác nhìn nhá. Đấy, form 2014 thì nan nó nhỏ hơn, nẹp nó chỉ có một cái thôi. Nói chung là form này thì em không thích, em thích cái form 2016 cơ. Con đấy thì tí nữa em review cho các bác sau nhá. Một chiếc Mazda BT50 2016 với mặt catalan rất là khỏe. Và đặc biệt là con này đã được độ đèn bi. Các bác nhìn này, riêng hai quả bi này nhá, cả bi gầm lẫn bi trên, là con này trị giá của nó cũng đến gần 10 triệu rồi. Rất là nhiều tiền. Và chắc chắn là với cái bi này, đây này, con này là bi Fuji luôn. Bi Fuji, dòng bi khá là nổi tiếng. Và cái dòng bi này nó rất là sáng luôn, đèn bi gầm. Và với cái tầm tiền thì các bác bỏ ra chiếc xe này chỉ cần 200 triệu thôi là các bác sở hữu ngay được chiếc xe này rồi, mang về ngay. Và trong vòng 5 năm các bác xoay vốn đâu để các bác mua lại được chiếc xe này, thế là ok rồi. Đấy, con này thì hạn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Và chiếc xe thì mới lăn bánh được có 8 vạn thôi. Xe cứng, không chê được cái gì. La răng kìa các bác kìa, la răng của hãng luôn, trông rất đẹp nhá. Và con này thì nhìn nó như la răng hoa mai. Vâng, nhưng mà phải nói la răng này nhìn luột phết đấy. Lốp thì mới, lốp gel luôn. Đấy, lốp rất mới luôn, Yokohama. Đấy, 4 quả lốp mới. Và con này thì đã có được cái bậc để chân này rồi, chắc chắn vô cùng. Đấy, bậc để chân chắc chắn luôn nhá. Đấy các bác nhìn ạ, form xe rất là cứng cáp luôn. Và nước sơn của xe đấy ạ, tỷ lệ sơn zin của con này còn đến 80% các bác nhá. Xe thì bao cam kết các bác là không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Và máy số thì chạy cực lành luôn. Dòng này máy rất là bền và ăn dầu như ngửi luôn. Máy dầu 2.2 lại ăn nhỏ hơn cái dòng máy 2 cầu. Thế nên là các bác mà mua con xe này về các bác đi thoải mái luôn. Và dòng xe này thì rất thích hợp cho những bác nào mà hay đi công trình, công trường, hay đi những cái quãng đường đường bằng ấy. Ví dụ như là các đường quốc lộ bình thường của mình như này. Chứ còn nếu mà leo đồi, leo núi nhiều mà hay phải đi những cái đoạn đường trơn trượt nhiều thì các bác lên mua dòng 2 cầu. Còn nếu mà ví dụ chỉ có ăn dốc lên thôi đấy thì các bác mua 1 cầu là rất là tuyệt vời luôn. Vừa tiền mà giá nó lại ngon. Đấy, lốp của xe này thì là sử dụng lốp Zeolan đây, ATS. Và con này là dòng lốp của Yokohama, lốp zin nhá, riêng quả này là lốp zin, lốp 2016. Đây là các bác này, lốp zin 8 vạn lốp zin. Và lốp zin thì nó vẫn còn như thế này, các bác bảo người ta đi có nhiều. Vâng, thực sự là không nhiều luôn. Nếu mà hỏi ta lông của xe còn không thì đây, ta lông còn đấy này, ta lông còn rất nhiều luôn. Đấy, la răng thể thao, phanh đĩa trên hai bánh trước với tăng chống đằng sau.
và có cả ABS kết hợp các bác nhá. Vâng, ABS kết hợp với chiếc xe này. Cua lốp thì đẹp, không chê đâu được. Đây, các bác nhìn này. Hàng ngon kiếm đâu ra giờ. Vâng, xe đẹp không lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn ngay đầu dạng cái này. Rất là chắc chắn luôn, móc tời móc tai các thứ này đầy đủ luôn. Còn bậc để chân thì hai bên đã được ốp cái này, phải nói là quá là chắc chắn, em đạp và rung cả xe luôn. Đấy, thế là quá là tuyệt vời rồi. Một chiếc xe bán tải nhá. Con này 2016, đăng kiểm còn dài dài. Đấy. Lốp này đằng sau là lốp xe nào? Lốp Trajano của Su318 à. Su318 HT. Con này thì em đang đi ngó làm lốp mà chưa thấy đâu, hình như là nó chui ra đằng sau rồi. Nhưng mà lốp này thì nói chung là các bác đi tầm khoảng 2 3 năm nữa vẫn rất ok. Đây, các bác nhìn này, rất lốp dày nhá, chẳng qua là số này nó bụi bẩn thôi chứ còn lốp rất dày. Đấy. Và chiếc xe này thì sắt xi đẹp luôn này. Không có han mọt nhá, sắt xi đẹp không han mọt luôn. Các bác nhìn ạ, vâng, không hề han mọt một chút nào. Cua lốp đẹp sạch sẽ và gầm đây này. Em quay luôn gầm cho các bác luôn. Đấy, con này chỉ bụi bẩn thôi, vừa về. Chưa làm gì, chưa dọn dẹp gì. Đấy. Xe đẹp cứng chắc luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Chỉ bỏ ra 200 triệu thôi và cộng thêm 5 năm nữa thì các bác vẫn sở hữu ngay được chiếc xe bán tải thời thượng này rồi. Tay nắm cửa chắc chắn. Đấy. Đấy, tôn nó mỏng như thế cơ mà. À quên, gõ tôn cabo cho nó hoành tráng à. Đấy, gõ đau cả tay. Úi giời. À, tiếp tục ta nhìn vào bên trong. Tappy của xe thì nói chung là phần nhựa của nó còn sần nguyên như là xe mới từ trong nhà sản xuất ra, không có chảy xước. Đấy, phần da thì sờ nó rất là mềm. Sờ da mềm và bệ tì tay, cái phần tì tay này sờ nó rất là mịn. Đấy, kính điện 4 cánh và có cả cụp xe này. Con này có cả cụp xe luôn nhá. Bật khóa điện này nào. Khóa điện này, lên kính này. Một chạm nhá, có phim 3M cách nhiệt luôn. Đấy. Một chạm này, kính bên kia sao? Kiểm tra kính luôn cho các bác. Ai chà, lên nhưng mà hơi bị chậm. Kính bên này sao? Lên được, con này chấm điểm 10 cho cái kính bên này. Bên kia sao? Có lên bình thường nhá. Đấy, thế là hoạt động hoàn toàn bình thường. Thế còn gương kính cụp xe thì sao? Cụp cái nào? Đấy, cụp đầy đủ nhá. Vâng, không lại bảo không cụp được. Đấy, nói chung là xe vẫn cụp tai bình thường. Kính điện chỉnh đầy đủ. À xem nào. Rồi, có, ok. Thế còn về phần bên trong thì chiếc xe này có đèn đã được độ nhưng mà lại có cả chế độ auto. Đèn pha auto này. Đấy, tích hợp auto đây nhá các bác nhá. Auto và các cái chế độ đèn mà xương. Cái này thì tí nữa ta bật đèn lên, ắc quy khỏe cứ bật lên cho nó hoành tráng, tí kiểm tra đèn nó mới sướng. Đấy. Thế còn hệ thống điều khiển của xe thì con này là với cái mà cái loại bản 2.2 này thì nó thực tế là hệ thống điều hành, hệ điều hành của xe đó gốc ấy thì nó không sử dụng cái hệ điều hành cao cấp gì cả. Thế nhưng mà được cái là nó có thêm cả chức năng điều khiển giọng nói âm thanh và cài đặt mấy cái phím tích hợp bên này và màn hình nhạc nhẽo đầy đủ luôn. Con này thiếu mỗi súp bắp thôi các bác ạ, chứ không thì nói thật là các bác là ngon vô đối luôn. Đấy, nhạc nhẽo lên là mầm ngay. Đấy, em bật nhạc à. Đấy. Ui, nghe có súp thật. Con này bát chét đập đâu ra đấy. Thôi em tắt cái, không là bản quyền YouTube các bác thông cảm nhá. Điều hòa của chiếc xe thì sử dụng điều hòa auto. Điều hòa auto rõ ràng. Đấy, điều khiển rất là hiện đại, chỉ cần ấn 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 là xong. Đấy, và con này thì các bác nhìn này, tay nắm cần số này. Rất là đơn giản. Đấy, và đây. Cần số rõ ràng. Xe là một cầu nhá. Con này một cầu nên là không có núm chỉnh cầu ở đây. Đấy. Và bên này thì có cruise control với ga tự động thì là có cruise control đây. Đấy, với số tự động và có cruise control cho các bác. Ui, em vừa thấy một cái gì đấy nó vừa phản qua, hình như nó là pha đèn. Úi giời, này các bác nhìn này. Các bác nhìn ra cái con dây ở đằng xa nhá, dây nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Đây là ban ngày nhưng ánh sáng nó phả đến tận kia. Phải nói là quá sáng luôn. Với cái mức độ đèn công suất như thế này thì các bác nhìn này. Đấy, lại còn đèn đèn bi mắt đỏ mắt xanh nữa nhá. Đèn bi rất là đẹp luôn. Vâng, đã bảo rồi. Riêng cái đồng Fujitech này thì nó quá là nhiều tiền rồi. Và các bác về không phải độ luôn. Úi giời, úi giời. Con xe kia vừa đánh võng qua đây cái mà nó thấy bóng sáng ngay. Cho anh một vòng nữa. Úi giời ơi. Vâng, đấy, hệ thống đèn như thế này thì các bác về là không phải độ chế gì nhá. Con này giờ chỉ thiếu mỗi cái là đổ dầu mà chạy. Đấy, còn 62 cây nữa là phải đổ dầu rồi. Không là nằm yên giữa đường thôi. Đấy. Thế còn hệ thống ghế của xe thì là ghế da cao cấp. Và cái này là da zin. Nó có những cái lỗ thoáng khí này. Ngồi lâu sẽ không bao giờ lóng lưng. Đi đường trường thoải mái luôn.
bên phụ cũng như bên tài, và hỏi có túi khí cho ghế không thì không có, con này chỉ có hai túi khí bên lái và bên phụ, hết phim. Thế còn trên này thì có hệ thống camera 360 độ thể thao, hình ảnh 4K, rồi gương chiếu hậu chống chói, rồi cái gì, đèn trần, ai chà, đèn trần hai vùng luôn cơ. Ui, hàng xịn quá. Vâng, trần thì được bọc lại rồi nhá. Các bác hỏi làm sao bọc lại thì cho nó sạch, nó xẹp thôi, chứ không có gì. Đấy, ui giời, xe ngon thế này không mua thì để làm gì. Keo chỉ zin nhá. Đây các bác nhìn này, keo chỉ zin đét cả xe luôn, chẳng chê được cái gì. Ôi giời ơi, đúng là hàng hiếm, lâu lắm em mới về. Một chiếc xe bán tải màu trắng, hàng cực hiếm luôn. Chứ còn màu khác thì nhà em nhiều, xanh đỏ tím vàng không thiếu, nhưng mà màu trắng thì đúng là lâu lâu mới về. Đấy, nắp thùng cao, giật lên nhẹ nhàng. Và dòng này là lắp thùng của cái gì đây, Firo 16125. Đấy, mã nắp thùng ạ. Và xong thùng thì các bác nhìn ạ, rất là sạch sẽ luôn, gần như là người ta không chở đồ mấy. Thế là nó chỉ có một tí bạc bạc vào đây thôi, còn đâu là thùng rất là đẹp luôn nhá. Sàn thùng với các bác nhìn này, đẹp như mới luôn. Và khả năng chống nước của cái sàn này thì rất là ok. Đấy, bên này này, đấy, đinh ốc còn nguyên nhá, còn nguyên dấu này, đinh ốc còn nguyên dấu này, không lỗi lầm. Keo chỉ zin này, đấy, hàng zin nhá. Đấy các bác, hàng zin đây này, đấy, keo chỉ này. Bên này đinh hàn này, các bác nhìn này, đấy, đinh hàn này còn nguyên luôn, không lỗi lầm. Đèn của nó là đèn zin nữa các bác nhá, hệ thống đèn zin. Đấy, bên này là đèn này, đèn zin. Đấy, rất là cứng cáp luôn, chắc chắn. Đấy, vâng, xe rất là đẹp luôn. Nói chung chả chơi được cái gì. Cảm biến lùi đằng sau và camera lùi. Đấy, camera lùi thì lau cho nó cái nó sạch, tí nữa xem cho nó sướng. Đấy, sướng con người luôn. À, bóng sáng luôn các bác nhá, khả năng tăng sáng rất tốt luôn. Cảm biến đằng sau, máy gầm đại chất, lốp này sao nào. À, lốp này là 2000, sao lại là 2017 nhỉ, lạ nhỉ, thay từ bao giờ bao giờ. Đấy, lốp này thường thường người ta tải nên người ta thay dòng lốp này cho nó bền. Vâng, không vấn đề gì. Sắt xi đẹp luôn. Đấy, sắt xi rất là nét luôn này. Và gầm đây. Đấy, các bác nhìn gầm nhá, cua lốp này. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng, sàn rất đẹp luôn, không có lỗi lầm, không đâm va. Đấy, các bác chỉ cần nhìn như thế là các bác biết ngay là có va chạm không rồi. Vâng, xe cứng chắc luôn. Đấy, và ba bô lê thẳng căng luôn này, còn nguyên cái dấu của Mazda đây. Đấy, các bác nhìn này, hàng đẹp luôn, rất đẹp luôn. Phải nói là đúng là một con xe lâu lắm mới về cửa hàng. Đấy, chất như thế này, giờ chỉ còn quan tâm đến mỗi máy thôi, liệu máy có chất như lời đồn không. Vâng, chất như lời đồn hay không thì ta trèo lên, ngồi lên, để cái thử biết ngay. Đạp cái nào, nào, úi xời, các bác nhìn kỹ đồng hồ nhá. Úi xời, đúng như lời đồn thật, máy dầu nhưng lại êm như máy xăng. Em cũng không còn lời nào để tả được nữa, sao mà nó lại ngon đến vậy. Máy dầu êm như máy xăng luôn các bác nhá. Úi giời, sao nào, máy khô đét luôn. Và máy số thì các bác hỏi có zin hay không, zin luôn. Bao các bác test hãng thoải mái luôn nhá. Máy dầu zin turbo là đấy. Động cơ máy dầu 2.2 turbo, xe cứng chắc, máy dầu êm. Và động cơ của nó là động cơ MZCD 2.2. Đấy, máy chạy rất là lành luôn. Và bao cái loại này thì cứ bao cho các bác test hãng thoải mái luôn nhá các bác nhá. 2016 máy rất lành, bền, chạy cực ngon luôn, êm và không có lỗi lầm. Con này thì đang trợ lái bằng dầu, hệ thống trợ lái dầu này. Đấy, và hệ thống phanh dầu đầy đủ, ABS an toàn có đầy đủ. À, ắc quy con này sử dụng ắc quy Animal. Đấy, và đây có nghĩa là sườn này, sườn này, phần sườn tai của xe đấy ạ. Vâng, tai sườn xe, đầu răng. Đấy, bên này thế này, đều luôn, không có lỗi lầm các bác nhá. Vâng, không hề lỗi lầm luôn. Đấy, ốc cabo còn zin này, và keo chỉ này. À, các cái dấu nổi của xe còn nguyên, không có lỗi lầm. Một chiếc xe giá rất là mềm lành cành đào luôn. Vâng, máy ngon, êm. Máy dầu thì nói thật các bác, em không thử ở đây đâu, vì là cái dòng máy dầu bao giờ nó cũng có hơi phả ra rất là khỏe.
Thế nên là khi mà mình thử như thế là không đúng rồi nha các bác nhá. Vâng, không cần thiết. Vâng, máy đảm bảo cho bác máy ngon là được. Chứ còn nhiều bác không biết đi mở máy này ra, ối rồi ôi, nó bắn dầu vào, em nói các bác không kịp mà thoát thân. Vâng. Hôm nọ các bác con 211 của em đẹp tuyệt vời mà không chói lóa luôn. Bác ấy đi hẳn con 220, con Forerunner bán tải đó. Thế là bác ấy bảo là máy dầu của em đẻo. Ai ngờ bật máy của mình lên thì hơi phả phả một tí. Mở máy của bác ấy lên, cái dầu nó bắn thẳng vào mặt luôn. Chả lẽ lại gì, thôi mình cứ vâng xe của em tạm thời như vậy. Thế là vì quả đấy mà bác ấy không còn ý kiến nào, bác ấy mua luôn con 211. Vì nó đẹp đến mức độ mà dầu nó còn không biết bắn là gì. Nhưng máy dầu thì nó thế các bác, không như máy xăng. Ôi, em sẽ lái các bác xem con này. Con này thì hệ thống lái dầu nó rất là thật. Sờ xe cảm giác nó rất là thật luôn. Đấy, lái rất nhẹ nhàng. Và bỏ lái ra thì không hề nhào lái. Xe cứng luôn. Tầm tiền thì loanh quanh vài đồng thôi. Ta sẽ cắm thẳng vào con CRV này. Đấy các bác nhìn ánh sáng đèn của nó kìa. Đấy, em vả đèn nhá. Đấy, đèn của nó vả lên CRV à. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, pha rất là sáng luôn. Vâng, những ai mà yêu thích chiếc xe này, một chiếc xe số tự động một cầu, gầm cao máy khỏe, đấy, cam lùi đầy đủ nhá. Giải trí thì tích hợp thì vô đối luôn. Thì cứ alo cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Cảm ơn các bác đã theo dõi em Vũ Duy Auto. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình những chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt. À, đánh võng thêm đoạn nữa cho nó rực rỡ đấy. Dòng này 2.2 cho nó khỏe lắm các bạn. Đấy, đạp ga nhẹ nhàng, ngay luôn lên ngay lên 20 cây giờ rồi. Nhưng mà chủ yếu là cái độ bốc của nó. Đấy, cái dòng BT50 nó rất là bốc. Giá tiền thì nó lại rẻ các bạn. Vâng, xe rẻ như choa luôn. Bây giờ tính ra bác bỏ chỉ có hơn 200, loanh quanh 200 cũng được. Xong rồi các bác trả trong vòng thêm 5 năm nữa là các bác đã sở hữu xe rồi. Đấy là một bài toán kinh doanh cực kỳ tốt luôn. Chứ còn mình mà lại lấy tiền thịt của mình mà đi mua xe thì nói thật các bác là hơi khó. Lâu lâu. Đấy, xe rất là đẹp luôn nhá. Vâng, bác nào yêu thích mời các bác đến cửa hàng Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe tuyệt vời. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.